Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với channel Sư Trưởng Bình Thịnh nha. Hôm nay trước mặt anh em đây, hình đang để một viên pin này hình chờ đợi nó rất là lâu rồi, hôm nay nó mới về hàng được. Đó là viên pin Zin chính hãng của Samsung Galaxy M21 và M31 dùng chung một cục pin và có dung lượng là 6000 mAh. Đây là cục pin mà khởi đầu cho cái dòng M của Samsung mà đánh theo cái xu hướng đó là pin trâu. Đó, những cái con M31, M21 lúc mà ra mắt ở thị trường smartphone tại Việt Nam thì những anh em nào mà thích một cái máy mà có thời lượng pin sử dụng lâu rất là thích ha. Bởi vì lần đầu tiên viên pin ở máy tầm trung mà được đẩy lên tới 6000 mAh luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng coi một sơ qua về cái hình thức và cái kết cấu của cục pin Zin chính hãng xem nó như thế nào nha. Đó, đầu tiên viên pin nó có cấu tạo hai thành phần bao gồm là cái cell pin, là cái thỏi hình chữ nhật dưới đây. Đó, và cái mặt pin, cái mặt pin là cái bản mạch anh em thấy nó nằm dưới cái lớp băng keo cách điện cách nhiệt ở đây. Đó, có một cái bản mạch màu đen nhỏ nhỏ này anh em thấy không, trên đây nó có những cái linh kiện điện tử ha. Đó, và nó nối vào hai cái cực âm dương của cái cell pin ở dưới đó, và nó dẫn truyền ra một cái dây socket như thế này. Cái dây này là sẽ được bấm vào mainboard, đó là khi đó là pin nó sẽ cấp năng lượng cho mainboard của máy. Nguyên lý hoạt động nó cơ bản là như vậy đó. Và trên cái cục pin Zin chính hãng này chúng ta theo dõi một số cái thông số, anh em có thể nhìn thấy nè. Đầu tiên nè, đó, những cái ký hiệu ha, QR code nè. Đó, 10 tháng 10 2022 nè. Đây là ngày sản xuất ha. Đó, assemble in Việt Nam nè, được lắp ráp hoàn chỉnh ở Việt Nam nè, Samsung SDI Việt Nam luôn nè. Đó. Lắp ráp hoàn chỉnh cục pin này tại nhà máy của Việt Nam luôn. Đó, pin này là pin secondary Lithium battery, nghĩa là pin Lithium thế hệ thứ hai chứ không phải là pin LiPo. Đó, Lithium thế hệ thứ hai thì nó khắc phục được những cái nhược điểm của pin Lithium, đó là nó bị dày quá ha. Rồi, dung lượng nè, 6000 mAh nè. Mã pin BM207ABI. 207 này, M207 này chính là cái mã của M21 luôn. Thì M21 và M31 là nó cùng chung một cái cục pin này. Đó, anh em thấy nó rất nhiều điểm tương đồng với nhau. Rồi, đó, rồi dưới đây là những cái ký hiệu của quốc tế ha. Đó. Đặc biệt pin thì khi mà anh em thay thế, anh em không có ném bừa bãi vào thùng rác rồi nọ nha. Nó cần phải có cái quy trình tái chế đúng chuẩn của nó. Đó, nên là những cái máy mà Thịnh thay pin ra cho khách, nếu mà không có nhu cầu gì thì Thịnh sẽ để lại để cho những cái đơn vị mà xử lý tái chế rồi đó. Nó có cái quy trình xử lý cho nó chuẩn chỉnh, chứ mà nó không có quăng vô thùng rác bậy được, làm ô nhiễm môi trường và rủi ro cháy nổ anh em nha. Rồi bây giờ chúng ta nói về khi nào anh em cần thay viên pin cho Samsung Galaxy M21 hoặc là M31. Đó, thì trong cái thời điểm ngày nay thì một dòng smartphone trung bình anh em sử dụng thời lượng pin nó tùy mức độ anh em dùng nhiều ít, phản ánh qua cái số lượng lần sạc thì trung bình là sau 1.5 năm là pin nó bắt đầu nó chai rõ nét. Đó, anh em nào sử dụng nhiều sạc liên tục thì anh em sẽ sớm chai pin hơn, có thể chưa đến 1 năm hoặc là 1 năm hơn thì nó chai rồi. Đó, thì khi mà anh em thấy những dấu hiệu dưới đây thì đó là lúc anh em cần thay pin cho máy nha. Đầu tiên đó là pin pin nó tụt nhanh. Anh em thấy pin này xưa mình xài M31 này, pin trâu mình xài phải 2 ngày hay gì đó mới phải sạc pin, bây giờ một ngày mình phải sạc mấy lần. Đó là dấu hiệu tụt pin rất là rõ ràng. Đó, nhưng mà cái tụt pin này anh em để ý là máy nó có nóng bất thường hay không. Nếu nó tụt pin mà nó đi kèm với nóng máy bất thường, máy lúc nào cũng ấm ấm nóng nóng hoài, thì anh em phải cân nhắc đến cái vấn đề là máy không phải bị lỗi pin. Khả năng rất cao không phải bị lỗi pin luôn. Đó, bởi vì khi mà cục pin nó chai thì nó không gây ra cái hiện tượng mà nóng máy bất thường, đặc biệt là máy lúc nào cũng nóng hoài. Thì lý do khi mà nó nóng nóng hoài, nó đang chạm nguồn. Đó, trên cái bo mạch của nó đang có một cái vùng IC, một cái vùng linh kiện nào đó của cái logic bo này, nó bị chạm, nó bị lỗi, nó làm cho rút nguồn liên tục, và từ cái vị trí con chip đó nó tỏa nhiệt ra liên tục, nên là anh em thấy là nó rất là nóng, nó nóng ấm ấm. Đó là như vậy. Thì lúc này nếu mà chúng ta không giải quyết đúng cái vấn đề thì anh em thay bao nhiêu cục pin nó cũng sẽ y chang như vậy thôi anh em. Anh em mua pin nào, pin dung lượng cao, pin gì này nọ về anh em thay xong nó cũng chai y chang, nó cũng nóng y chang, tụt pin y chang luôn. Đó, đó là lúc anh em biết là chúng ta đã xử lý sai lỗi rồi nha. Rồi, nên là anh em lưu ý cái vấn đề nếu nóng máy và hao pin xuất hiện cùng một lúc thì chúng ta phải kiểm tra xử lý chính xác cái vấn đề lỗi là do men, do hao nguồn, chứ chúng ta không đi thay pin tốn chi phí mà không giải quyết được vấn đề. Rồi, vấn đề thứ hai đó là cục pin nó phù. Đó, ngày nay thì pin nó ít phù hơn những thế hệ pin trước, nhưng mà khi mà anh em thường xuyên vừa sạc vừa xài thì nó gia tăng cái rủi ro phù pin rất là cao. Bởi vì pin cùng lúc vừa nạp vừa xả nó sẽ phù lên, nó sẽ ngày càng phình lên, và đến một lúc có những cục pin nó phù rất to, nó sẽ đẩy bung cái nắp lưng lên luôn.
pin phụ thì chúng ta thay thế ngay, bởi vì nó còn nguy hiểm nữa cái việc mà cháy nổ ha. Rồi thứ ba đó là pin nó vẫn còn nhưng mà nó tự tắt nguồn, có nghĩa là anh em xài tới 20-30% pin tự nhiên nó tắt bụp cái, nó báo hết pin luôn, bật lên thì báo hết pin, lúc này phải cắm sạc vào. Thì thông thường lúc này sạc thì nó nhanh đầy lắm nhưng mà dùng nó lại nhanh hết. Đó là một dấu hiệu chai pin rất điển hình. Rồi tiếp theo, khi mà anh em xài một thời gian, đối với cái dấu hiệu thứ ba đó, đó là anh em xài cứ 20-30 tự nhiên nó tắt nguồn, thì nó sẽ từ từ cái khoảng chai nó sẽ nới rộng lên, nó sẽ nới rộng lên, đến một lúc thì anh em sẽ gặp phải tình huống sau, đó là anh em cắm sạc vô thì anh em xài được, mà anh em rút sạc ra nó tắt nguồn liền. Đó, dấu hiệu này nhiều anh em không biết thì anh em nghĩ bị một cái gì đó rất là ghê gớm ha. Nhưng mà khi mà anh em biết qua cái video clip này rồi thì anh em sẽ biết đó là do hư pin, do cái dấu hiệu thứ ba nó diễn tiến kéo dài, nó chuyển qua dấu hiệu thứ tư là toàn bộ cái cell này nó chai hết, thì chúng ta chỉ cắm sạc cho chúng ta mới xài được, chúng ta rút ra nó tắt nguồn liền. Rồi ok anh em, khi mà chúng ta đã xác định được những cái dấu hiệu hư pin đó rồi thì chúng ta sẽ nói đến vấn đề tiếp theo, đó là làm sao để có dịch vụ thay pin tốt nhất. Thì thay pin Samsung Galaxy M21 hoặc M31 có hai yếu tố quyết định thôi, đó là viên pin sử dụng để thay thế nó có chất lượng được như cục pin zin chính hãng này hay không. Chỉ có cục pin zin chính hãng và mới tinh như thế này thì nó mới cho anh em chất lượng sử dụng tốt nhất thôi. Còn những cái loại pin, ví dụ như pin zin cũ nè, pin zin đã qua sử dụng rồi đó, thì nó cũng không thể nào bằng cục pin mới, cái đó anh em cũng quá hiểu rồi ha. Đó, hoặc là những cái pin lô, pin của hãng sản xuất thứ ba thì cũng không bao giờ bằng được cái cục pin zin chính hãng hết. Đó, loại pin này là loại pin chất lượng nhất và anh em có thể thay thế và anh em sẽ đem lại cái trải nghiệm sử dụng như cục pin ban đầu của chúng ta và nó vô cùng bền bỉ luôn. Đó, rồi vấn đề thứ hai đó là tay nghề của người kỹ thuật viên thao tác. Có nghĩa là khi mà chúng ta có một cục pin tốt rồi thì chúng ta thao tác thay thế nó phải chuẩn mực nữa thì mọi thứ nó sẽ tốt đẹp. À, những người thợ mới vào nghề hoặc là họ ít tiếp xúc với máy, những em tay nghề còn non trẻ, ví dụ như họ làm một cái máy, họ chưa có làm qua cái dòng M21, chưa mở qua cái máy M31, chưa biết bên trong nó kết cấu linh kiện như thế nào, thì vô tình họ cậy ra, họ khửi cái nắp ra, có thể họ trượt tay, họ làm đứt cáp này, đứt cáp kia. Hoặc là những anh em mua pin và tự thay cũng vậy, anh em phải lưu ý đến cái vấn đề rủi ro giữa thời gian và thiệt hại anh em có thể gặp phải khi mà chúng ta tự thao tác, so với việc chúng ta đưa pin ra cho một cái cơ sở chuyên sâu sửa chữa để họ thay thế vừa gọn gàng vừa nhanh chóng, không mất thời gian, vừa tránh cái rủi ro tổn thất hư hỏng linh kiện trên thiết bị của chúng ta. Đó, bởi vì nếu có hư hỏng thì họ phải chịu trách nhiệm. Đó, anh em thì anh em không phải tốn kém hay bất kỳ gì, chỉ trả cái tiền công thay pin cho họ thôi. Đó là vấn đề anh em phải cân nhắc ha. Rồi, thì một đơn vị sửa chữa chuyên nghiệp thì việc thay pin này nó sẽ khá đơn giản với họ thôi, thay cũng đâu đó trong vòng 30 phút là xong rồi. Đó, và mọi thứ sẽ được rất là chỉnh chu. Đương nhiên rằng anh em cần lưu ý một điểm nữa, đó là trước và sau khi thay pin chúng ta phải thống nhất và đồng kiểm với đơn vị sửa chữa về cái vấn đề tính năng. Trước khi tôi đưa anh thay pin, anh hãy test lại hết đi, mọi tính năng ok hết rồi anh tiến hành anh thay. Sau khi anh thay xong, tôi nhận máy, tôi cũng kiểm tra ngay tại cửa hàng của anh luôn, mọi tính năng cũng ok ổn định hết thì tôi cầm máy về, rất là khách quan và tốt đẹp cho cả hai bên. Còn ví dụ như trước khi tôi đưa anh sạc đang bình thường, tự nhiên anh thay pin xong giờ cắm sạc cho nó không nhận và vân vân, thì anh phải chịu trách nhiệm vấn đề đó, đó là dĩ nhiên luôn. Ha, đó là cái quyền lợi của anh em và hy vọng anh em xem cái clip này anh em sẽ biết để anh em bảo vệ được cái quyền lợi của mình. Nhiều anh em rất là dễ tính và cũng rất là hiền. Đó, đưa cái máy đang xài bình thường hết, tự nhiên thay xong, thay cục pin xong hư cái này hư cái kia. Đó mà cũng không dám nói gì người ta hết. Thì để tránh cái điều đó chúng ta thống nhất ngay từ đầu anh em nha. Rồi ok, trên đây mình chia sẻ với anh em những vấn đề xung quanh công tác thay pin Samsung Galaxy M31 hoặc M21 pin zin chính hãng. Nếu anh em nào có nhu cầu thay thế, cần tư vấn giải đáp, anh em cứ liên hệ trực tiếp, thông tin mình sẽ để ở bên dưới nha. Rồi bye bye anh em, chúc anh em một ngày làm việc hiệu quả nha.